Đấy. À, sao? Ui dồi. Ui dồi. Này anh em làm món nó gọi cá. Đẹp thấy không ạ? Ừ. À, máy ui dồi. Ui dồi. À, cuộn, cuộn chú, cuộn hơi to. Ừ. Nó có phải phải làm như kiểu cái phễu đấy. Phải làm như kiểu cái phễu trong múc vào. Ừ. Nó to mỡ rồi. Ờ cho khoảnh. Ui trời. Ờ đây anh cài lại. Đi ăn gói xong 18. Riềng mua to thế. Có được rồi, em nó mới gọi là làm lần đầu cái đấy vẫn cứ bưng ngỡ. Nào. Cái chén mừng thành quả hôm nay của chú nhờ. Đấy, ôi đàn cài này. Để vợt. Ai xa. Ai. Ai to thế. Nếu gọi quần một con ăn không? Quần nó không kiếp. Đấy, cái món là vỏ cá này là phải riêng cái rau là phải tương đối nhiều, nhiều loại. Chắc số bé rồi nha. Vẫn ăn nhau đâu, quên ăn như tục không không ngon lắm. Anh có tí muối hạt bỏ đây này. Muối hạt à? Ừ, hay ăn nhạt cho một hai. Thôi được rồi. Ăn cái bắp của kia vậy. Đấy. Chừng có tranh viên cái ôi trời, gói gói này, cuộn vài. Không múc múc cái đấy vào luôn, mà chấm. Chấm, quên. Thử là có cả lá roi, kéo. Rồi, có lá roi, nó không có lá roi. Là đơn. Ồ thế vừa đây có. Đơn là đơn đơn thái. Không không có ý là lá xoài của họ à? Xoài lá già không có. Lá à lá cái lá xoan đấy. Nó mới tẻ. Lá xoan mới có cái quả nhỏ nhỏ đấy, ôi trời. Hơi cho rốt cho chua nữa. Thái nát ra như này đúng không? Cái lá ở đằng sau kia là to. Con nói lại gì ạ? Mẹ đã nghe thôi. Thành Bồ Đà. Đấy ạ. Chưa về không đẩy ở. Đâu, về sớm thì lâu rồi đi nắp nước ở đầu. Đấy chủ nhật. Hình như thế vừa đi bóng xe về rồi. Vừa là nhà. Xong bố tắm. Đấy. Cuộn, ui dồi. Lặp lại chẳng. Ui dồi. Gói bắp chay lạ đấy. Ui giời, nghe bồi hơi đầy. Cho miếng ớt to vào. Cái gì dài, cái gì mà dài dài đấy? Chuối xanh. Ai dài? Ui giời. Ui giời. Tốt. Thái nghe hơi không ăn cái không ăn cái này ăn tươi sống nữa. Thích ăn tươi sống. Ui dồi. Thái. Cá sống. Cá sống. Đây. Đây. Chứ chưa ăn miếng nào à? Chưa đã được miếng nào. Làng bên Calamen. Làng top hơn. Đấy, ngoài bên Calamen làm miếng như này. Ủa, dầu sống này. Thôi. Ủa, như này hình như nó không có lá lốt sao nhỉ? Không, anh em lá lốt. Lá lốt cũng vẫn được. Ủa, để mình cuộn cho nó to. Lá lốt cũng vẫn được. À, đấy, trước khi cho vào mồm là phải... là phải kem cái vào. Ừ, rồi. Đấy, nó mới gì? Anh ơi, bia xong rồi, uống rượu. Cả hai cứ. À. Còn mấy cháu như sao?
Này nó không để đến rượu. Ừ. Ok. Bắt được. Đấy, chỗ múc. Ai da, đúng rồi, lấy tẩy nhón mẹ luôn được. Tẩy bông ớt, bồi mạnh. Hồi đấy, vừa đấy mình không cho ớt. Thấy nó cứ chiếu chiếu. Đấy, ẩm những to đấy, cái này. Bỏ nhiều vào. Đấy, trước khi gì xong, cái này phải làm tầm rượu cho nó. Uống em ơi. Ủa, tại này đâu đang uống à? Uống rồi, mới. Kìa, quân điện kìa. Alo anh ơi, gia đình đi ăn gỏi. Ui dồi. Ngấm điêu nào mà ngấm điêu. Múc về đây vào, mới bổ hết, mới bổ toàn thịt. À, quá anh nhỉ? Đồng hút nhau. Đây là gọi là Lý Hải. Đây cái mô to này. Cá to, ui dồi, ui dồi. Mẹ mùi rồi đi. Kinh ghê nhỉ. Mẹ đúng sợ là trong người vượt lên nó to vết. Công hợp này là nhạt nhạt. Dạ, nguyên một cạnh. Nó đã bảo là mang muối hạt. Thế bảo nên muối hạt mà anh mà đậm đậm anh phải cho một hai hạt vào chứ. Nó bảo mang muối hạt lên đâu, ăn đậm cho đậm thì. Để đi. Bà anh là nhạt chấm nó hao. Ủa, anh ấy ít tỏi quá. Đấy. Thế thì hơi ít tỏi rồi. Đấy à. Nó là một con. Đây là nghe nè, là nước to luôn. Ui dù. Cuộn. Cho mày ướp. Ai. Nhiều cái biết đấy. Cái được muốn là ăn à. Ăn cái gái là đầy lên tay, tay của nào họ đúng không? Đấy là trứng à? Từng đấy, ăn quả này nó xóa lắm. À, nó quá khủng khiếp cái này, à, nó quá khủng khiếp cái này. Đỏ chót này. Wow. Nạp miếng luôn. Thôi. Mời mọi người nhá. Năm trăm anh em. Đây thì mình nó làm. Chó thì ngoài nó ý nào nó nướng sườn, nướng xiếc, nướng toàn ba chỉ không? Chưa ăn chưa. Quân ở nhà đang ngấu. Ngấu mà bà thường ngấu gọi điện bật. Ngấu nhà. Thì ngấu mà ăn. Con em là con bia nó làm nhỏ nó làm gói này là làm bại ớt rồi đây là xả ớt rồi đây là đúng rồi đúng rồi bao ăn đúng lắm một chút lên và làm mời 500 nghe nữa ăn được một tí lắm úi rồi không ăn cay không ăn cay. Nói chung cái món gói này người ăn được người gọi là không ăn được cái đâu có phải không phải là người nào cũng ăn được đã dã hết rồi chưa hồi không dã hết rồi. Ngại sang nhà ông khoác. Em cãi rồi thấy có lọ rồi. Ừ, đã ăn được không, đã ăn ít thì đéo ra. Nhưng mà để đâu ai để ý. Nhưng mà cái hồn này ai là to hồn à. Đây thì lúc nào cũng nhà ông làm có cái hồn gần như đúng không. Cái đợt lọ nó chút không được về. Tức người nhà ăn bao nhiêu say với nhiều gian bao nhiêu là bỏ cái lọ nó say. Ông cho đang hỏi bà có giống gửi về ông bà không? Không gửi mẹ thì còn ăn cơm sôi nấu cơm mà rồi chắc ăn được trước khi đây đéo đéo múc à trước khi bỏ đây vào mồm là phải múc đã biết rồi mới ăn rồi cái này thôi đồ có run thôi kệ chứ múc ai này như nào anh em múc hết rồi à nữa thì lên kia rót nước rồi rồi hết rồi à hết rồi chai đây ui hết đây hết thì múc rồi phải đi nóng nóng hết ui rồi đổ như thế thì này rượu thì bảo hết thì đùa tiền thì bảo hết là được thì rượu thì nó đùa mới lấy thêm 50 lít nữa kìa cái này
não to mà cuộn. Bảo gọi là hơi bết. Nghe hơi bết. Hay bị gì cũng được. Quán bia nó làm giáo viên mầm non. Quán bia Pháp Vân, Tân Sơn, chùa Tân Sơn. Chùa Tân Sơn làm. Làm hay đi đầm, ngào đi. Từ trưa đến buổi anh đi. Ra em làm ít bia. Đi. Bố ơi. Bình thường mặt đấy thì nhìn nó bảo ớt chưa quá nhiều rồi thì chó lúc nào phải nên bước thử xem dựa vào đấy ông nghĩ là trước khi gì ra ngoài phải dựa vào luôn chó ăn nhiều vùng hết đấy quả mai tân ăn rồi xong rồi về đầu ăn taxi ăn rồi còn mỗi Tân Sơn bảo có sườn nướng sườn nó có chỉ nướng không Bình à, Hải gấp cho Bình miếng ớt. Nếu mà chó luộc cũng thua ở phần sáng đấy. Không chó luộc thì thua thật. Đấy. Đấy miếng to vào. Cái gì? Nó tư trên cái gì ạ? Vui mấy cái con thì phải thảo cát kìa. Đi. Ờ đấy. Có không nói. Không ngon, bọn này chỉ có nướng được thôi. Nướng được thì nướng. Được không thua, thảo cát là thua thằng mặt. Ôi giời. Nướng rõ ràng. Chứng tỏ gọi ăn cái món này là phải gọi là phải gọi thuột là ngoài là ngoan. Cơ miệng về hoạt động hết cỡ. Còn luộc ở đây không lại được ông Tường mới cả ông Tuấn khẳng định luôn mày cứ đi quanh vùng này ừ. Muốn ăn đâu mày ăn nó không muốn biết các món khác là không dám nói luôn nhưng mà nói thì nói như đang tính cao nhất ông Tường được ở mình thì ông Tường ăn vẫn đẳng cấp nhất kể cả nước nước còn nhưng mà xa bên nào xa thì kém nhất là bốn tầng thì tầng chó này. Còn như anh nói là như như bọn em mua thì anh à, xuân sang bây giờ mới gọi là xuất hiện trên mình anh em ăn hai năm gói bây giờ nhưng mà vì công việc bây giờ mới thấy xuất hiện cái hai năm gói nghe trước khi ăn trước khi uống đi xong rồi làm miếng uống đi uống ăn nữa xong rồi uống ăn nữa xong rồi mới ăn uống đỡ tanh nữa xong rồi không xong uống được ăn gỏi cá nó phải vậy đấy là em ăn ngày to ôi trời thế là còn bé thế này thế vừa đấy anh bảo là ăn cái món này gọi là cơ miệng phải hoạt động hết cỡ chứ cần gì nữa chưa cho riềng mẻ vào đấy kìa riềng hành vào em phải uống xong mới ăn nhưng mà khi mà đang gõ mồm rồi ai hỏi cấm được mày anh em chia sẻ món gỏi cá ui rồi ui vậy chưa hết à chưa làm tầm nữa xin kết thúc rồi nha ok múc đi xong là kịch chén nữa xong là kịch chén, chén nữa xong là kết thúc để cho nó đấy nói chung món gỏi cá này ăn nó phải bận rộn rau cỏ hơi lần nhiều lần đầu anh ăn có được có hai lần đầu ăn được có mấy miếng nhà quán rộng có mặc cảm cả tay gọi điện và có cái gì chứ không như ra cũng mùi ra có thằng Hải thằng Hậu gọi vậy bảo nhưng Hải bảo có cả không ra